Hello guys. Cô Bí Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học livestream buổi tối ngày hôm nay cùng với cô Phương. Ạ. Các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa cái đề thi rất là mới, vừa mới thi hôm qua thôi. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Đó là đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024 của Sở Vĩnh Phúc. Đấy ạ, hàng năm thì cô Phương vẫn chữa rất nhiều các cái đề thi của các sở, các trường chuyên rồi là của các trường trên khắp cả nước. Đấy, và ừ, các đề thi của các sở các trường rất là hay các con nhé Bởi vì là à, trong đề thi thật thì mình cũng có trúng tủ những cái câu hỏi mà cô đã chữa ở trong đề thi của các trường Chính vì thế cho nên là đây là một cái nguồn tài liệu tham khảo có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời Cực kỳ là dễ trúng cho nên là chúng ta cần phải hết sức lưu ý ạ Như vậy, Và hôm nay trong khuôn khổ livestream ở trên page thì vẫn như mọi khi cô sẽ chữa chúng ta 33 câu trên tổng số 50 câu hỏi của cái đề thi này phần còn lại đó là phần đọc điền và phần đọc hiểu đọc điền ấy, phần đọc hiểu nhé thì chúng ta sẽ lên trên page à lên trên khóa lên trên khóa nhé đấy, thì sẽ là ở trong khóa của cô Phương, chưa? đấy, mình sẽ vào cho cô cái khóa cấp tốc luyện thi cấp tốc của cô phương nhé và phần ngân hàng đề để mình xem đáp án chi tiết giúp cô Những bạn nào đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn chưa có khóa cấp tốc thì mình phải đăng ký liền luôn giúp cô nhé để mình có thể được tiếp cận với những cái đề thi gọi là trúng tục cho cho cái chương trình thi năm nay nhạ. ngoài những cái đề thi của các sở các trường thì cô phương cũng có một cái bộ đề tuyển chọn cực kỳ là sát nhạ. độc quyền ở trong khóa của cô phương cho nên là chúng ta cố gắng là bạn à, nào mà chưa có khóa thì chúng ta inbox inbox page Đấy chưa? Rồi, thế bây giờ với cái đề thi ngày hôm nay thì cô sẽ bắt đầu chữa luôn cho chúng ta nhé. Không biết là các con đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Rồi, ở câu số 1 mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì đối với câu hỏi về mạng từ. Air pollution is getting more and more serious in big cities such as Hanoi and Beijing. Rồi. Ô nhiễm không khí đang trở nên ngày càng gì đây ạ? nguy hiểm ở những cái thành phố lớn đấy à? ở những cái thành phố lớn chẳng hạn như là hà nội và bắc kinh thì mình sẽ thấy rằng là ở những cái thành phố lớn chẳng hạn như là thì những thành phố lớn này là những cái thành phố lớn gì ạ mình sẽ nói là ở những thành phố lớn nói chung chung thôi đấy à? như là thì sau đấy mình mới nói cụ thể hơn là ví dụ như là thế ở đây là nói chung là ở những thành phố lớn nói chung và cụ thể hơn là chẳng hạn như ví dụ như là hà nội bắc kinh chẳng hạn vậy thì cái này nó là cái nói chung đấy à? ở các thành phố lớn nói chung Đúng chưa? Đấy, nói chung và nếu như mà nói chung chung thì mình không cần điền mạo từ giờ Và mình sẽ, chỗ này có số nhiều rồi thì mình cũng không dùng được ơ ân Cho nên câu này mình chọn không điền mạo từ gì Đúng không? Ô nhiễm không khí đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn ở các cái thành phố lớn Nói chung là nó là một cái câu rất là chung chung như thế Và ở những thành phố lớn chẳng hạn như là Hà Nội và Bắc Kỳ Ô nhiễm không khí thật các bạn à, Cô Phư vừa rồi thì có một khoảng thời gian là cô ra Hà Nội thăm gia đình Và không biết là do ô nhiễm không khí hay là do gió, gió mùa đông bắc hay là do mùa đông Hà Nội hay là gì đó Mà cô Phương rất là rất là ốm và rất là khật khử luôn các bạn Và cũng chính vì thế cho nên là uh, sau đấy sau khi thăm gia đình một thời gian thì cô lại bay đi ra khỏi Hà Nội rồi <laughs> Có lẽ là một cái thành phố không phù hợp với cô các bạn ạ Cô Phương đã có một khoảng thời gian khá là dài sống ở Hà Nội sau khi mà bắt đầu học ở đi học đại học thì cô Phư đến sống ở hà nội và sống khá là lâu à, nhưng mà cảm giác như là vẫn không hề quen với lại là cái bầu không khí hay là không hề quen với lại là gió mùa ở hà nội không quen các bạn ạ <laughs> rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 2 nobody to use their cell phones during the examination không có ai được phép Cái nên là được cho phép câu này nó phải là cái câu bị động không ai được cho phép chưa? không ai được phép nhá không ai được phép thì được cho phép đây sẽ mình chỉ bị động bị động ở đây thì nó sẽ là đáp án đi đúng không ạ nobody is allowed nobody is allowed to use their cell phones during the examination nhá là không có ai được phép là sử dụng cái điện thoại của họ trong suốt cái kỳ thi đáp án duy nhất chia bị động ở đây bị động thì nó sẽ phải có bi và phải có phân thứ hai như các bạn Ok, Được chưa? Rồi bây giờ tôi giúp cô sang câu số 3. Jack has egg gì? Because he couldn't remember how to spell Batman. Ở <laughs> đây mình sẽ nói rằng là một cái gì đấy nó rất là xấu hổ, rất là embarrassing. Được chưa? Cái gì đấy rất là xấu hổ này, rất là embarrassing. Rất là ngượng, rất là đáng xấu hổ. Bởi vì không thể nhớ nổi làm thế nào để mà đánh vần cái từ Batman. Được chưa? Thì đây tức là mình sẽ dùng cho cô cái cái cấu trúc ở đây đó là cái cấu trúc là bị ném trứng vào mặt egg on the face egg on the face cái idiom điểm này ở đây có nghĩa rằng là cảm thấy xấu hổ hoặc là ngớ ngẩn giống như kiểu là bị người ta ném trứng vào mặt đấy thì là có trứng ở trên mặt tức là cảm thấy là bị ném đá đúng không ạ đấy, Jack cảm thấy khá là xấu hổ vì ta không nhớ cách là gì đấy ạ how to spell man Ok chưa ạ? Ok nhá. Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 4. Using this polish on your car will give it service and shine. Nhá. Thế đây mình có ân rồi. Và câu hỏi mà câu hỏi về từ loại này thì mình có là ân rồi và cái từ shine đây nó là danh từ rồi. Thì chỗ này mình sẽ thiếu một cái tính từ thôi. Nhá. Đó là sử dụng cái chất đánh bóng này trên xe của bạn để sẽ khiến cho cái mang lại cái vẻ mang lại cho cái bề mặt của nó là một cái độ sáng bóng rất là hấp dẫn nhá. Yeah. Thì cái từ hấp dẫn đây mình sẽ dùng từ gì? Ở đây chúng ta có attraction, danh từ attraction. Mình có attractively đây là trạng từ. Mình có attractive đây là tính. Và mình có attract đây là động từ. Cho nên câu này mình chọn đáp án C giúp cô thôi. Attractive shine yeah. Đó là một cái độ sáng bóng rất là gì đấy ạ? Hấp dẫn. Tức là cái tính chất của nó là nó có cái tính chất hấp dẫn. Đấy chưa ạ? Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 5 The people applauded than before Ở đây mình có than rồi, đây là cấp so sánh hơn rồi Đấy chưa? Cấp so sánh hơn rồi nhá yeah. Khi mà mình thấy than thì nó là câu so sánh hơn rồi Và so sánh hơn của cái từ loud này thì loud đây nó là cái tính từ ngắn Cho nên là mình không dùng more mà mình sẽ dùng louder nhá. Yeah. Mình không dùng most mình không dùng loudest đây là cấp so sánh hơn nhất đúng không? Và đây mình dùng so sánh hơn thôi sẽ là louder. Yeah, the people applauded louder than before when Bobo the Clown came out. Yeah. Đó là mọi người thì vỗ tay to hơn cả trước đây khi mà Bobo thằng hề Bobo là đi ra. Yeah. Rồi sang câu số 6 ở đây là kiến thức về giảm mệnh đề thôi đúng không? Khi mà mình nhìn thấy nhá, cái vị trí cần điền ở đây, xong rồi là có phẩy như này. Đúng không ạ? Và đáp án nó có cái dạng là in với lại là having cộng văn thứ hai hay là id như thế này. Đấy thì mình sẽ hiểu rằng là đây là kiến thức về giảm mệnh đề. Còn cái to vớt này thì nó sẽ là thể hiện mục đích Và mình có thể là dịch ra để mình xem là cái mục đích này nó có đúng không Không đúng thì mình loại luôn Ví dụ như là để mời đến Để mời tham gia cái tiệc tân gia của họ Thì chúng tôi khó có thể từ chối Thì để mời là nghĩa không đúng rồi Câu này nó phải là cái câu là được mời Đúng không? Được mời tới tham dự Tức là chúng tôi ấy Cái nước về giảm mệnh đề tức là chủ ngữ sau dấu phẩy Sẽ là chủ ngữ chung của hai mệnh đề Đây câu này cũng là chúng tôi này Và cái, cái từ mời, đấy ạ, chúng tôi là được mời Thế mình biết là được mời nó là bị động Giả mệnh đề thì mình sẽ có hai kiểu là Một là chủ động thì mình sẽ dùng vợp in Hai là bị động thì mình sẽ dùng phân thứ hai Thì câu này nó là được mời, đúng không? Được mời thì nó phải là phân thứ hai Cho nên câu này mình sẽ dùng invited đấy, Cái này nó là chủ động này Cái này cũng là chủ động này, cái này nó là bị động Đúng chưa? Đấy, thì mình sẽ dùng cho cô invited Invited to attend the housewarming party Tức là được mời để mà tham dự cái tiệc tân gia của họ thì chúng tôi khó lòng mà có thể từ chối. Nói sang câu số 7, đây là kiến thức về câu hỏi đuôi. Your mom thì cái đuôi chúng ta sẽ phải là she đúng không ạ? Cái này là khẳng định, cái này phải là phủ định. Và phủ định của cái hiện tại hoàn thành này thì mình sẽ dùng cái trợ động từ này. Đúng không Mình sẽ dùng cho cô là hasn't. hasn't she. Đấy, thì câu này mình sẽ có là Your mom has read this fairy tale for you many times. Hasn't she? Đó là mẹ của bạn đã đọc cái câu chuyện cổ tích này cho bạn nghe rất nhiều lần có phải không rồi sang câu này thì đây là kiến thức về sự hòa hợp về thì mình có thì tương lai thì bên này mình sẽ cộng cho cô với một cái liên từ rồi sau đó mình cộng với lại là hiện tại hoặc là hiện tại hoàn thành rất là đúng công thức luôn và vì thế cho nên là những cái đáp án mà quá khứ này ấy, thì là mình sẽ loại và mình cũng không dùng hiện tại tiếp diễn luôn ạ cái này nó sẽ là liên từ và bên này mình dùng hiện tại hoặc là hiện tại hoàn thành nhé cho nên là mình loại mấy cái đáp án không đúng công thức này ra thì có thể mình sẽ dùng cho cô đáp án A ok đáp án A nhá đó là gì ạ John sẽ bắt đầu học cho cái kỳ thi khi mà anh ta gì đấy ạ Để ăn trưa xong ok chưa John sẽ bắt đầu học cho kỳ thi khi mà anh ta ăn trưa xong rồi ok chưa mình tiếp tục giúp cô sang câu số 9 nhé. Rồi, ở câu số 9 thì nó sẽ có như sau cấu trúc với động từ encourage. Encourage somebody thì sẽ đi với lại là cấu trúc của chúng ta. Đây sẽ là cấu trúc gì? Encourage somebody thì phía sau này mình sẽ dùng cho cô là to do something. Đó là khuyến khích ai làm gì. My English teacher encourage me thì cô này mình sẽ dùng to verb cho cô này. Mình sẽ dùng cho cô là to learn English grammar more carefully. Giáo viên dạy tiếng Anh của tôi thì khuyến khích tôi là học ngữ pháp tiếng Anh một cách là cẩn thận hơn. Thế chưa? Rồi, tiếp tục giúp cô sang câu số 10. As a distinguished scholar in his field, he was able to a great deal of respect. Rồi, cái câu này là cái câu mà mình gọi là trúng tủ ở trong khóa cố cô Phư này. Một câu hỏi từ vựng rất là khó, nhưng mà mình lại trúng tủ ở trong đề của cô này trong cái khóa của cô này đó là nhận được cái sự tôn trọng yeah. đây là một cái nghĩa rất là lạ của một từ rất quen đó chính là cái từ command này cái từ command này nó sẽ còn đi với lại là từ respect có nghĩa là nhận được cái sự tôn trọng đấy nào như là một cái học giả mà gọi là xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình thì anh ta đã có thể là gì đấy ạ anh ta đã có thể là gì đấy ạ nhận được rất là nhiều cái sự tôn trọng thì cái từ mà nhận được nhiều cái sự tôn trọng này, này thì mình có thể dùng cho cô cái từ đó là từ command thì đây là một cái nghĩa lạ Của một cái từ khá là quen Đó là từ command Ok chưa Đó, ở đây mình còn có order này Request, require Những từ này đều na ná Nghĩa như là Kiểu như là yêu cầu Hay là mệnh lệnh đòi hỏi này kia Nhưng mà cái từ command này Là từ có nhiều nghĩa Ví dụ như là mình có nghĩa là Một cái gọi là Sở hữu một cái kiến thức Về một ngoại ngữ chẳng hạn Hoặc là về một cái kiến thức gì đấy Mình có thể nói là Have a good command of English Đó là có kiến thức tốt về cái gì và ngoài ra nữa ở đây thì mình còn có một cái nghĩa đó là command respect có nghĩa là nhận được cái sự tôn trọng. Đấy chưa ạ? Rồi, bây giờ mình tiếp tục giúp cô sang câu số 11 nhé. Và với một cái câu hỏi gọi là từ vựng khó như thế này mà chúng tủ thì các bạn có thể thấy rằng là là mình ôn sẽ sát như thế nào. Đấy chưa ạ? Đấy, trong khóa học cô Vư là có nguyên một cái câu như thế này luôn. Đấy chưa? Rồi, và câu này rất khó luôn. Câu hỏi này là câu hỏi từ vựng khó rồi. Đấy chưa? Rồi, sang câu số 11. In the last scenes of Wonka movie, Willy Wonka gì đấy này, pieces of the candy one by one, dividing it between the many new friends he's made along his journey. Đây mình sẽ có rằng là gì ạ? Ở cái cảnh cuối của cái bộ phim Wonka, thì Willy Wonka gì đấy là những cái màu kẹo từng cái từng cái một, chia nó giữa rất nhiều những người bạn mới mà anh ta đã, đã kết bạn trong suốt cái hành trình của mình. Thế mình sẽ dùng cái phrasal verb gì? Nhá, yeah. mình dùng cái từ là cái từ kiểu chia tách ấy, đúng không? Câu break off này chính là chia tách này. Bắt đầu là chia, chia những cái mẫu kẹo này ra thì mình sẽ dùng cái break off này nhá, kiểu như là chia tách. Câu up thì nghĩa là tăng. Goes off thì nó sẽ có năm nghĩa. Năm nghĩa mà mình đã học ở trong khóa thì các bạn sẽ phải học lại cho cô này. Mà mình có bom nổ chậm này, súng cướp cò này, rồi là chuông điện thoại reo, thức ăn ôi thiêu, mất uh, hứng thú. Break up thì nghĩa là kết thúc tan vỡ chia tay thì câu này mình dùng break off giúp cô. Nghĩa là mình chia tách cái gì. Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 12. Children parents should be concerned about knowledge of growing vegetables and raising pets. Rồi bố mẹ và con cái thì cần phải gọi là quan tâm đến cái việc mà gọi là cái gì đấy cái kiến thức về cái việc là trồng trồng rau và cũng như là nuôi con vật nuôi. Thì gọi là học cách mà cái từ mà gọi là để mà thu được cái kiến thức này cái 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 collocation mà đi với từ knowledge thì mình sẽ dùng cái collocation gì cái từ thu được kiến thức thì mình sẽ dùng cho cô từ acquire acquire knowledge yeah. acquire knowledge để thu được kiến thức nhá mình có thể dùng acquire hoặc là mình có thể dùng từ gain ạ yeah. Để thu được những cái kiến thức về cái gì rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 13 ba He may be quick at understanding, but he isn't capable of remembering anything. Đó là anh ta có thể giỏi hiểu đấy, nhưng mà anh ta lại không có khả năng là nhớ bất kỳ một cái gì. Thì cấu trúc với lại là to be capable thì mình sẽ đi với lại là giới từ gì? To be capable mình đi với giới từ gì? Mình sẽ đi cho cô với giới từ of, be capable of, đó là có khả năng làm gì? Thì là anh ta có thể là rất là nhanh hiểu nhưng mà lại không có khả năng nhớ bất kỳ một cái gì cả. Nhạc. Nếu mà không nhớ tức là không giỏi học vẹt thì không có thể điểm cao được ở Việt Nam đâu nhá. <laughs> Nếu mà ở Việt Nam là phải giỏi nhớ rồi Rồi, sang câu số 14. When my friend called last night, I my favorite show on television. Khi bạn tôi gọi điện ngày hôm qua thì tôi đang làm gì? Đúng không? Cái lúc mà bạn tôi gọi điện nhá, thì lúc ấy tôi đang làm gì đúng không? Cái này mình sẽ nói là đang làm đây mình sẽ dùng quá khứ tiếp diễn này. Was watching When my friend called last night, I was watching. Yeah, khi bạn tôi gọi điện hôm qua, thì tôi đang xem cái chương trình, cái show yêu thích của tôi ở trên TV. Đúng chưa? OK chưa? Nhá. Yeah. Rồi, đấy thì câu này đó là cái sự hòa hợp về thì với quen khá là đơn giản. Nhá. Yeah. Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 15 Bill Gates is probably the best known and most successful in computer software. Yeah. Bill Gates có lẽ là cái nhà gì đấy này, nổi tiếng nhất này và thành công nhất trong cái phần mềm máy tính. Được chưa? Thế thì ở đây sẽ là cái nhà gì ạ? Người tiên phong, mình sẽ dùng cho cô từ pioneer, người tiên phong. Generator nghĩa là máy phát điện. từ này không phải là người nhé, cái này nó là máy, máy phát điện. Được chưa? mình chú ý giúp cô. Còn navigator ở đây nghĩa là cái người hòa tiêu, hòa tiêu tức là cái người chỉ chỉ hướng đi đấy, hòa tiêu. Yeah. cái còn uh, volunteer ở đây nghĩa là tình nguyện viên. Nghe okay, chưa? Thì câu này mình dùng cho cô từ pioneer. Ok. Nghe okay, chưa? Rồi bây giờ mình tiếp tục giúp cô sang các câu hỏi viết lại câu trách nhiệm nhé này câu số 16, câu số 16 của chúng ta sẽ có như sau. Uh, it isn't necessary for us to discuss this matter in great detail. Ủa, cái câu này là câu mà giống y hệt ở trong khóa của cô rồi này. Giống y hệt luôn đấy bạn. Y hệt luôn đấy. Thế bây giờ mình sẽ có này, it isn't necessary, nghĩa là không cần thiết. Không cần thiết chúng ta phải làm gì thì có nghĩa là sao ạ? nghĩa là sao có nghĩa là mình không cần đúng không thế nên mình có mason là không được phép này mình có needn là không cần thì con này mình chọn đáp án b nhé đó là chúng tôi không cần phải làm gì might là có thể có thể có có thể không còn should là nên thế thì con này mình dùng cho cô là needn nghĩa là không cần chúng ta không cần nhá ạ? rồi sang câu số 17 my sister ask when will you be back from your trip nào chị gái của tôi đã hỏi này đúng không thì chị ấy hỏi tôi hỏi tôi nhá chị gái của tôi mới hỏi tôi này đó là khi nào này đúng không Đấy, tôi sẽ trở lại từ cái chuyến đi của tôi khi nào nhưng mà chị gái của tôi hỏi tôi là tôi sẽ trở lại khi nào thứ nhất là mình thứ nhất là mình sẽ không đảo trở đợi trở động từ lên trước chủ ngữ nhé với những cái câu như này các con sẽ không đảo trở động từ lên trước chủ ngữ được được chưa Đấy, không đảo được nhá bây giờ mình có là tôi sẽ trở về khi nào và nếu như mà câu này đang là will thì xuống đây nó phải là would chứ mình không dùng will được cho nên câu này mình chọn đáp án đi này chị gái của tôi đã hỏi tôi là tôi sẽ trở về khi nào ok chưa rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 18 Linda began working as nurse in this hospital to years ago Đó là Linda đã bắt đầu làm việc như là một cái người y tá ở cái bệnh viện này là hai năm trước đây đúng không tức là tức là cách đây 2 năm đúng không bắt đầu là hai năm trước đây thì tức là từ bấy đến nay từ bấy đến nay này thì sẽ là đã và đang làm gì mình sẽ dùng cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn giúp cô và mình cộng với lại là for two years đã và đang làm gì được hai năm has been working as a nurse two years ago thì không đúng này has been working as a nurse for two years thì đúng câu này đúng này đã làm việc hai năm trước đây thì không đúng mà bắt đầu làm việc cơ đấy ạ đã bắt đầu làm việc làm gì có for two years ago mình chỉ có for two years thôi Chứ mình không có two years For years ago Đúng chưa? Ok chưa? Yeah. Nhá. Rồi, thế bây giờ mình tiếp tục giúp cô sang hai câu hỏi tìm từ, từ gần nghĩa nhé Ở câu số 19 The collapse of the stock market in 1929 signaled the beginning of the depression rồi cái sự gọi là sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929 đã báo hiệu cái sự khởi đầu của cái cuộc gọi là khủng hoảng khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì gọi là đại suy thoái đấy depression người ta gọi là đại suy thoái nhá mình sẽ có là cái collapse này nghĩa là sụp đổ nó sẽ bằng với từ gì mình có từ rise là tăng mình có rebirth là tái sinh mình có debt là nợ nần và mình có failure nghĩa là thất bại vậy câu này mình sẽ dọn cho cô tứ failure nha yeah. ờ, cái sự sụp đổ cái sự thất bại rồi câu số 20 The sun is a powerful energy source and this energy source can be harnessed by installing solar panels. Mặt trời thì là một cái nguồn năng lượng rất là mạnh và cái nguồn năng lượng này có thể được khai thác cái từ harness này mình cũng học ở trong khóa rồi. ạ, yeah. có thể được khai thác bằng cách là gì đấy ạ? Là lắp đặt những cái thanh năng lượng mặt trời. Thế mình sẽ có là devastated có nghĩa là phá hủy này mình có exploit nghĩa là khai thác này mình có expressed nghĩa là thể hiện và mà mình, mình có cái từ deplete nghĩa là cạn kiệt thì câu này mình sẽ dùng cái từ khai thác nó sẽ bằng với từ exploited khai thác được chưa đúng chưa dạ yeah. rồi tiếp nha thế được giúp cô sang câu số 21 với câu hỏi tìm từ trái nghĩa này it's hard to know what Susan intends to do with her hair She keeps the card very close to her chest. Đây cũng là một cái ý điểm mà mình đã học ở trong khóa rồi. này có nghĩa là gì? Rất là khó để mà biết là Susan sẽ định làm gì với cái tóc của cô ấy. Yeah. Đấy, cô ấy là giữ những cái lá bài là rất là gần với ngực. Mình biết rằng là đối với những cái người chơi bài ấy, đối với các con thì cô hy vọng là các con không chơi bài. Nhưng mà nếu như mà con đã từng chơi bài thì những ai mà gọi là giấu bài là người ta sẽ cầm những cái lá bài là gần ngực đúng không? Kiểu như là để giấu bài cho người khác không nhìn thấy bài mình đúng không ạ? Thế mình sẽ có rằng là gì ạ? Cái cái từ trái nghĩa ở đây sẽ là gì ạ? Kiểu như giấu bài thì trái với nó sẽ là muốn hé lộ cái kế hoạch của mình đúng không? Quá là dễ luôn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là câu hỏi y điểm mà ở trong cái bài tìm từ trái nghĩa này là mình hoàn toàn có thể đoán được nhé. Ở đáp án A nghĩa là có nhiều tiền. Đáp án C là cố gắng là giữ bí mật cái hành động của mình thì nó là đồng nghĩa, đúng không ạ? Và is in a financial difficulty nghĩa là ở trong một cái khó khăn về tài chính. Đấy, thì câu này mình sẽ dùng cho cô đáp án B. Đó là kiểu như là muốn hé lộ cái kế hoạch của mình Một đằng là muốn giữ bí mật, một đằng là hé lộ Thì nó sẽ là trái nghĩa rồi, câu số 22 Clean water is considered precious commodity in some African countries Where people have to consume polluted water regularly Nước sạch thì được xem như là một cái gì đấy ạ Một cái loại hàng hóa một cái loại commodity là một cái hàng hóa quý giá ở một số các quốc gia châu phi nơi mà người ta phải tiêu thụ nước bị ô nhiễm một cách thường xuyên. Đấy, đây mình có precious nghĩa là quý giá đúng không? thì trái với nó sẽ là gì? một đằng là quý giá tức là nó sẽ giống như kiểu là vô giá priceless hoặc là đắt tiền đúng không? và trái với nó là valueless có nghĩa là không có giá trị gì. Đó còn important nghĩa là quan trọng. ok được chưa? Rồi, cô sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục giúp cô sang câu số 23 với hai câu hỏi ghép câu của chúng ta này. Joey will become physically unfit if he continues sitting in front of his computer all day. He doesn't realize that. Rồi, Joey sẽ trở nên là gì đấy ạ? Cơ thể là sẽ gọi gì đấy ạ? À, không gọi là không cân đối. Đúng không? Nếu như anh ta cứ tiếp tục là ngồi trước máy tính cả ngày và anh ta không nhận ra cái điều đấy thì nó sẽ tương đương với câu câu little này đúng không? câu này cũng rất quen là mình đã làm rồi nên rất là quen luôn này. đó là Joey gần như là không nhận ra rằng là đúng không? rồi cái đáp án đây của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? đáp án A của chúng ta là Joey vừa mới trở nên gọi là béo béo phì đấy thì anh ta ngừng ngồi luôn thì không đúng này. mãi đến khi Joey béo phì thì anh ta mới nhận ra cũng không đúng. cái này đã nhận ra đâu? đây sẽ là Joey chưa nhận ra. Yeah. Little does Joey realize that Tức là Joey vẫn chưa nhận ra cái điều này Đáp bạn đi yếu là Joey không những là thích ngồi trước máy tính cả ngày Mà anh ta sẽ còn trở nên Physically unfit yeah. Rồi câu số 24 Philip forgot to bring his passport He couldn't get on the plane Nào Philip đã quên Là mang hộ chiếu Và anh ta không thể lên máy bay được Thế mình thấy rằng là Bây giờ câu này mình có câu điều ước Và câu điều kiện đây là ba câu điều kiện là một câu điều ước thì bây giờ nếu như gặp câu điều ước với câu điều kiện thì mình phải để ý là cái fact ở đây của chúng ta đang ở quá khứ đấy chưa và dẫn tới là cái kết quả ở đây của chúng ta nó cũng là cái kết quả ở quá khứ luôn đúng không philip đã quên mang hộ chiếu và anh ta không thể lên máy bay được đúng không ạ thực tế đây là quá khứ và kết quả này cũng ở quá khứ luôn nếu như mình dùng câu điều kiện thì câu này mình phải dùng câu điều kiện loại ba tức là nếu như philip mà không quên thì anh ta đã có thể lên được máy bay nếu như mình dùng câu điều ước thì ước ở đây mình sẽ ước quá khứ hoàn thành bởi vì nó trái với lại là quá khứ thì mình dùng quá khứ hoàn thành rồi philip ước là anh ta không mang hộ chiếu ước kiểu gì kỳ dạy <laughs> ước không mang hộ chiếu thì làm sao mà lên được máy bay nào nếu như philip đã nhớ mang hộ chiếu thì anh ta đã có thể lên được máy bay là đúng câu được kiểu loại ba câu được kiểu loại hai thì sai câu được kiểu loại một thì cũng chào thua luôn được chưa những cái câu này là câu mà giống gần như là y hệt như là những cái bài đề ở trong khóa Uh, pro của cô Phương yeah. Nên những bạn nào học pro thì khi mà mình làm cái đề này Mình sẽ cảm thấy rất là quen thuộc Cho nên là mình sẽ làm tốt Rồi mình tiếp tục giúp cô sang câu số 25 Với kiến thức về phần trọng âm nhé Ở đáp án A Chúng ta có audience Đây là danh từ ba âm tiết Trọng âm sẽ nhấn vào cô và âm tiết thứ nhất Computer Từ này là từ đặc biệt và âm tiết đầu đó là âm ơ Và âm tiết cuối cùng nó cũng là âm ơ Cho nên là trọng âm phải nhấn vào cái âm tiết thứ hai này Computer đám C chúng ta có character, đây là danh từ ba âm tiết cho âm tự nhấn cho cô và âm tiết thứ nhất. Và confidence, danh từ ba âm tiết cho âm cũng nhấn vào âm tiết thứ nhất. Cho nên, câu này mình khoanh đáp án B giúp cô này. Computer. nhá yeah. Rồi, sang câu số 26 chúng ta có prepare. Đây là động từ hai âm tiết cho âm nhấn vào âm tiết hai. Surface, danh từ bề mặt, danh từ hai âm tiết cho âm nhấn vào âm tiết một. Believe, động từ hai âm tiết cho âm nhấn âm tiết hai. Display, động từ hai âm tiết cho âm nhấn âm tiết hai. Nên câu này mình khoanh đáp án B. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ mình tiếp tục giúp cô sang câu số 27. Đây là hai câu hỏi giao tiếp xã hội. Bây giờ An và Bob đang nói chuyện về một cái gọi là game show ở trên TV buổi tối ngày hôm qua. Một cái show ừ. truyền hình, ạ? Một cái chương trình game show. Thì An mới nói như này. How was the game show last night? cái game show ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì thế nào? Tuyệt vời, tớ đã thu được rất nhiều kiến thức về môn địa lý. Đấy, gain knowledge, mình thấy cái từ acquire knowledge và ở đây mình có gain đúng không ạ? Thì đúng rồi, đúng không? Nghe rất hợp lý. À đâu, cái này không phải vật lý mà đây là sinh học, đúng không ạ? Kiến thức về sinh học. Đáp B, đó là nó đã xuất hiện, nó đã chiếu vào lúc 8 giờ. Người ta đang hỏi là nó như thế nào, tức là nó có hay không? nó như thế nào chứ không phải là nó là hỏi là nó chiếu một lúc mấy giờ đáp án C tôi nghĩ rằng là nó đã không phải là một game hay cái này đó là chương trình show chứ không phải là game Đó là show đáp án D là chỉ đang nói về nó thì không đúng này rồi sang câu số 28 Linda và Daniel thì đang nói chuyện về tương lai của du lịch vũ trụ thì Linda mới đưa ra một câu statement như sau I believe space travel will become more affordable for many people in the future Tôi tin rằng là du lịch vũ trụ sẽ trở nên là gọi là có thể gọi là dễ trả tiền, tức là kiểu như là có thể chi trả được ấy cho nhiều người trong tương lai. Có nghĩa là trong tương lai là cô Phư cũng có thể lên vũ trụ được. Cô sẽ livestream từ vũ trụ xuống cho các bạn. <cười> <cười> Bởi vì nó affordable mà nó rẻ nhá. Chỉ khoảng 1 triệu Việt Nam đồng thôi các bạn. Rồi, thì đây sẽ là đồng tình hay là phản đối ạ? Bạn thật tốt khi nói thế. Không đúng này không còn nghi ngờ gì nữa đấy chứ người ta đồng tình này đấy chứ các bạn thế là cái ngày mà cô vừa lên vũ trụ livestream cho các bạn là không xa nữa đâu ạ à. đáp án c là tôi rất lấy làm tiếc Để nghe thấy điều đấy và đáp án đi là nó không sao cả đâu không quan trọng thế nào đâu thì không đúng được chưa rồi mình tiếp tục giúp cô sang câu số 29 với kiến thức về phần phát âm nhé rồi với câu hỏi số 29 thì mình sẽ có cái phần phát âm mình sẽ cùng phát âm với cô nhé Đáp án A mình có house, a hold, nó là âm ao Đáp án B mình có around, nó cũng là ao Đáp án C mình có announce, nó cũng là ao Đáp án D mình có cousin, thì nó lại là âm á à. à, cousin, đây coi mình quanh đi này Đấy cũng vẫn là OU, nhưng mà cái này nó lại đọc là á, à, đúng không ạ? Cousin Rồi, câu 30 chúng ta có champion, nó là ch Đáp án B mình có childhood, nó cũng là ch Đáp án C mình có chemist, nó là k Và đáp án D mình có chapter, nó là ch À, tiếp theo mình sang câu 31 được phần tìm lỗi sai. It requires a collectible effort from the government, providers and the media to meet our goals. À, câu này cũng là câu có y hệt y hệt luôn ở trong khóa của cô rồi. Đó là người ta yêu cầu một cái nỗ lực gọi là gì đấy ạ? Một cái nỗ lực gọi là tập thể. Cho nên là câu này mình sẽ không dùng từ collectible, mình sẽ dùng từ cô từ collective. Ủa mà sao cái đề sở vĩnh phúc này À, lại lại trùng rất nhiều câu ở trong khóa của cô vui vậy này các bạn y hệt luôn những câu y hệt luôn này các bạn rồi nó đòi hỏi là một cái nỗ lực mà gì đấy ạ tổng hợp tức là tập thể đấy của những người như này chính phủ này nhà cung cấp này và truyền thông để đạt được cái mục tiêu của chúng ta tức là những cái cái này là 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 là, là một cái nỗ lực tập thể nỗ lực của nhiều người đấy thì mình không dùng từ collectible collectible nghĩa là có thể siêu tầm Thế còn collective thì nghĩa là tập hợp, tập thể Thì câu này mình phải dùng collective yeah. Rồi sang câu số 32 Last week, young people in this village have planted Rồi last week thì mình phải dùng planted thôi Chứ đừng dùng have planted, đúng không ạ? Rồi last week, young people in this village planted protective forests to limit the increasing risk of landslides. Tuần trước thì người trẻ ở cái làng này đã trồng những cái rừng phòng hộ để mà cả để mà gọi là hạn chế cái nguy cơ ngày càng tăng của việc sạt lở đất. Câu cuối cùng nhé. These clothes are being sold at a discount, but few people buy it. Rồi những cái quần áo này thì đang được bán ở mức giảm giá, nhưng mà rất ít người mua nó. Thì mua nó là sai đúng không? Không phải là mua nó bởi vì nó đây ứng với lại là quần áo này. Người ta mua cái quần áo đấy mà quần áo này đang là số nhiều thì phải là mua chúng chứ không phải là mua nó. Đấy, một câu hỏi quy chiếu rất là hay. Rồi với bài đọc hiểu cực kỳ hay luôn đấy các bạn Những cái đề thi này là những đề rất dễ trúng tủ phần đọc hiểu này bài đọc hiểu này khá là dài và cũng rất là hay đấy thì với cái phần đọc điền đọc hiểu này các bạn sẽ xem ở trên khóa giúp cô được chưa ở phần ở trên khóa này thì các bạn sẽ đăng ký khóa bằng cách là mình inbox page inbox page được chưa còn với những bạn mà đã học trong khóa rồi thì chúng ta có thể thấy là cái đề này rất là trúng tủ ở trong khóa đủ để chúng ta thấy rằng là khóa của mình thì rất là rất là sát với đề thi thật nếu như mà cũng trúng tủ ở các đề thi của các sở các trường thì cái khả năng mà có thể trúng tủ ở đề thi thật của bộ cũng rất là cao chính vì thế cho nên là mình cứ yên tâm mình học trong khóa của cô nhé rồi hôm nay thì cô đã chữa chúng ta cái đề thi của sở vĩnh phúc cô sẽ gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo cô minh phương cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con